Giới thiệu với các bạn, đây là hạt giống ngô ngọc Lai F1 Hybrid 58. Đó là dòng ngô nhập khẩu từ Thái Lan. Đặc điểm của giống ngô ngọc Hybrid 58 là vỏ to, vỏ bí xanh, năng suất cao, ngọt mềm thơm ngon, khối lên 500 g. Giống được sản xuất bởi tập đoàn Aravanta. Mặt sau bao bì được hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật trồng, về đặc tính giống. Thời gian sinh trưởng từ 65 đến 75 ngày. Thời vụ giống trồng được 1 năm. Tuy nhiên, tránh giai đoạn thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh. Đây là mật độ gieo trồng. 7 đến 8 kg trên 1 hecta. Cách chăm sóc. Bạn nào đặt giống thì liên hệ số điện thoại bên trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.